Xin chào mọi người và nhất là các người anh, người chị sinh tuổi sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất. Đây là video clip em làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các anh các chị. Một cái năm mà nói rằng là có nhiều điều thực sự là không tốt đẹp lắm. Vì như đã nói thì các anh các chị năm nay là bị trực thái tuế vào năm tuổi và tăng tai năm nặng dần ngọ tuất nha. Thì năm 2016 của người tuổi dần, 2017 của người tuổi ngọ và 2018 là người tuổi tuất. Với cái vừa bị tăng tai, vừa vào năm tuổi và bị trực thái tuế ha, thì không chắc được là có nhiều điều không tốt đẹp và không suôn sẻ trong cuộc sống. Trải qua 6 tháng đầu năm thì cũng rất là nhiều điều không tốt đẹp, nhất là phần công việc. Các anh các chị thì còn khó khăn hơn, thì vì năm nay là năm mộc, can mậu thì thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên là sức khỏe cũng là vấn đề, nhưng mà rõ ràng là vẫn tốt hơn những người tuổi nhâm tuất. Trong tất cả những người tuổi tuất thì nhâm tuất đỡ hơn, canh tuất đỡ hơn nhâm tuất rất nhiều, chứ không phải như nhâm tuất là xấu cực kỳ. Tại vì là các anh các chị có sao chủ là tương đối là tốt đẹp. Với nam là sao thái bạch và nữ là sao thái âm, thì các anh thì sao thái bạch thì quét sạch cửa nhà. Tuy nhiên cái sao thái bạch thì thuộc hành kim, mà đối với người mệnh kim thì tác dụng mà hao tài của nó cũng sẽ giảm đi nhiều, nhưng mà rối ren. Vận niên thì các anh các chị đều là vận niên long ngộ vân, rồng gặp may, mọi điều sẽ tốt đẹp, đúng không? Chỉ có một cái là tuất là bị địa chi tuất, tuất là tam tai thôi. Thì để không có tốn thời gian thì em sẽ đi thẳng vào vấn đề của cái 6 tháng cuối năm mậu tuất đối với các anh các chị. Thì tháng 6 em đã làm ở trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi. Đến tháng 7 của năm mậu tuất 2018 là một tháng canh thân. Thì tháng canh thân thì là tháng mệnh là mộc. Như vậy là mệnh thì là kim khắc mộc, tức là bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn, bệnh hoạn nhưng mà nhẹ nhàng. Vì dù sao nữa là kim khắc mộc chứ không phải là bị khắc ngược lại. Thì bổn mạng có chút khó khăn, vẫn chưa tốt đẹp, nhưng mà sẽ không có nặng nề quá, không phải bị đề phòng tai nạn nguy hiểm. Tuy nhiên là khi mà cái bổn mệnh mà khắc tháng thì các cái tinh quân tại tinh sẽ bị ảnh hưởng, không có phát huy được tác dụng ở trong cái năm này. Để cho mình ở trong cái tháng 7 âm lịch, và tháng 7 âm lịch thì người ta gọi là tháng cô hồn đối với Phật giáo. Thì nó sẽ có những cái điều không may, tức là cái tháng đó là âm rất là thịnh, dương bị suy. Mà các anh các chị thì như đã nói là canh tuất là tự quan chi cậu, tức là chó canh ở cổng chùa, mà gặp cái tháng mà âm nó thịnh quá thì sẽ không tốt đẹp lắm ha. Mình là một cái người chính trực dương mà. Rồi thiên can thì chữ canh với lại chữ canh nó là đồng hàng, chữ canh tuất với canh thân là đồng hàng, có thiên can giống nhau, đồng hàng canh. Đồng hàng canh là thuộc kim, như vậy là tốt đẹp ha, công việc dễ sinh tài lộc. Một chút các bạn mình, địa chi thì tuất với thân là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc mà cũng không có tương hợp. Tuy nhiên về mặt mặt âm ngũ hành, nó tuất thì thuộc thổ mà thân thì thuộc kim, như vậy là nó vẫn thuộc cái vòng tương sinh thổ sinh kim. Cho nên là gia đạo, các mối quan hệ cũng không có vấn đề, thậm chí là có nhiều điều tốt đẹp. Như vậy tháng 7 thì cũng chỉ cần đề phòng cái phần bổn mạng kim khắc mộc, tức là cái một chút sức khỏe tai nạn mà chạy suốt nhẹ nhàng, các anh các chị cần cẩn thận ha. Đặc biệt là cái với các anh sao thái bạch dễ xảy ra xây xác để mình hao tốn tiền tài lắm, cho nên các anh cẩn thận nha. Rồi đến tháng 8 âm lịch, và tháng 8 là một tháng Tân Dậu, tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy bổn mạng cũng giống như tháng 7, kim khắc mộc, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ nhàng ha. Thiên can thì tân canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân canh thì đều thuộc hành kim hết, về nạp âm ngũ hành, như vậy thì cũng không có vấn đề gì quá mà to lớn. Thiên can tiếp tục là điều tốt đẹp, giống như là thiên can của tháng 7, công việc không bị ảnh hưởng, thậm chí là có tiền tài. Tuy nhiên dậu với tuất
là thuộc nhóm tương hại. Tương hại mà được hiểu ở đây là sự cản trở nhau trong cuộc sống. Như vậy mà địa chi là nó ninh ngặn về phần gia đạo và những cái mối quan hệ. Mà thuộc nhóm tương hại này thì nó chỉ thua lục xung thôi. À, địa chi thì thua lục xung thôi thì rõ ràng là không tốt đẹp. Sẽ dễ có những cái rắc rối ở trong cuộc sống, gia đình và những cái mối quan hệ. Cho nên là các anh cẩn thận, các chị cẩn thận ha. Như vậy tháng 8 không tốt đẹp bằng tháng tháng 7 ha, tại vì dù sao địa chi nó cũng bị thuộc nhóm tương hại. Còn mọi thứ ở trên mệnh và thiên can thì gần như giống nhau. Cho nên là tháng 8 cần cẩn thận ha. Tiếp đến là tháng 9. À, tháng này là tháng Nhâm Tuất, một tháng Tuất hành thủy. À, đối với người mình tuổi Tuất hành kim là kim sinh thủy, là bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu, không tốt cho sức khỏe. Gặp tháng là tháng tuổi nữa, cho nên là cần cẩn thận ha. Thiên can nhâm canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, tuy nhiên là canh thì thuộc hành kim, nhâm quý thì thuộc hành thủy, cho nên là kim sinh thủy về mặt nạp âm ngũ hành. Như vậy thì, về tử vi thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng. Tuy nhiên xét về mặt nạp âm ngũ hành thì nó vẫn thuộc dòng tương sinh, kim sinh thủy, cho nên là công việc sẽ tốt đẹp, không có vấn đề gì. Địa chi Tuất gặp Tuất, người ta gọi là tháng tuổi năm sinh mà tháng tuổi này, mình tuổi Tuất vào năm Mậu Tuất chơi vô tháng Tuất nữa thì thật sự là có nhiều điều rất là không tốt đẹp. Là các anh các chị thì em đặc biệt cẩn thận cái tháng Tuất này, với sự nhịn nhục không là chưa đủ, mình phải chế hóa được nhiều thứ, đừng để những cái chuyện xấu nó xảy ra trong cái vấn đề của tháng này. Tránh những đề dây dưa đến pháp luật ở trong tháng này, vì như vậy là cực kỳ không tốt. Tháng nào thì mình cũng có được, nhưng mà tháng này mà được dây dưa pháp luật là coi chừng. Rõ ràng là với những cái mà như đã nói thì tại vì sao mà mình phải cần đề phòng, tại vì bản thân của các anh các chị là kim sinh thủy, là bổn mạng nó sinh xuất các cái tinh quân, phúc tinh, tài tinh ha, thì đều bị ảnh hưởng xấu. Nó sinh xuất mà thì nó sẽ bị lu mờ đi, mà lu mờ đi thì rất dễ bị các cái vấn đề khác mà nó lôi đến, nó sẽ làm cho mình khó khăn. Cho nên là các anh các chị là người tuổi Tuất, chứ không phải riêng Nhâm Tuất hay Canh Tuất, thì cần cẩn thận tháng 9 năm nay, một cái tháng Tuất của năm Mậu Tuất luôn, thì rõ ràng là có nhiều điều không tốt đẹp. Tiếp đến là tháng 10. Tháng 10 năm nay là tháng Quý Hợi, một tháng thủy nữa. Rõ ràng là với một cái tháng thủy tiếp tục thì mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng yếu, không tốt, đúng không? Thiên can á là quý canh, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt tử vi như vậy thì về mặt tử vi thì thiên can không có có vấn đề gì quá to lớn ha. Nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành á thì như đã nói ha, nhâm quý thì thuộc thủy, canh thì thuộc kim, cho nên là vẫn thuộc vòng tương sinh, kim sinh thủy. Cho nên là dễ sinh tài lộc. Với cái người mà canh Tuất thì rõ ràng từ tháng 7 cho đi đến về sau mình thấy là công việc không vấn đề ha, có nhiều điều tốt đẹp. Nếu mà với tới tháng 10 thì vẫn là tốt đẹp, đúng không? Thiên can không có bị xung khắc về mặt tử vi, đa phần là được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, như vậy rất là dễ sinh tài lộc. Rồi địa chi Hợi với Tuất là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung cũng không tương hợp nhau. Như vậy thì rõ ràng là địa chi cũng sẽ tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra. Như vậy cũng giống như tháng 9, tháng 10 thì do là kim sinh thủy, bổn mạng là sinh xuất các tinh quân vật, phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, cho nên là sẽ không có tương trợ cho cái bổn mạng trong cái công việc của các anh các chị nhiều, chủ yếu là các anh với cái sao Thái Bạch nó chiếu mệnh, còn lại thì các chị với sao Thái Âm thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu ha. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Giáp Tý. Tháng Giáp Tý thì thuộc hành kim, như vậy là mệnh
các anh các chị cùng kim đồng hành bổn mạng sức khỏe tốt. À, kim mà nó đồng hành mà thiên can á, canh giáp á, là như thế này. Thiên can cái chữ canh á, nó khắc chữ giáp, à, gọi là tháng khắc. Thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp chống phá khó khăn. À, tháng 11 tháng Giáp Tý ha, canh nó khắc giáp cho nên là dễ gặp khó khăn, à, tiền tài dễ hao. Nhưng mà với mạng mà kim đồng hàng này á, thì các cái tài tinh nó sẽ được ứng lợi, cho nên nó cũng sẽ bớt đi phần nào. Tý Tuất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, à, về mặt tử vi. Nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành á, là Tý tương khắc, Tý thuộc thủy, Tuất thuộc thổ, như vậy là tương khắc về nạp âm ngũ hành, cho nên là gia đạo cũng sẽ sanh ra một chút rối rắm, không có tốt đẹp, đem lại cho các anh các chị có nhiều điều buồn phiền, nhất là với các anh sao Thái Bạch ha. Với cái chữ canh khắc giáp này, sao Thái Bạch rất dễ hao tốn, và với địa chi mà tương khắc về mặt nạp âm ngũ hành này thì hao tốn tiền tài cho người thân. Các anh các chị đừng để ý ha, với những cái người mà con dưới 23 tuổi sẽ rất là hao tài cho tụi nó, cho nên là cẩn thận. Rồi, tiếp tục. Tháng 12 âm lịch, tháng 12 âm lịch là một, tiếp tục là một tháng kim. Tháng này là tháng Ất Sửu. À, với một cái tháng kim tiếp tục này á, thì mệnh là kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt ha. Thiên can thì rất là ok. Chữ Ất nó hợp chữ canh, đây là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa. À, trải qua một cái tháng với thiên can tương khắc, canh khắc giáp, thì tháng 12 là một cái tháng tốt đẹp về thiên can, công việc, về mọi thứ. Thì vì nó là Ất hợp canh, ngũ hợp mà. Mà ngũ hợp thì nó không những không tốt cho công việc, nó tốt cho các mối quan hệ, tốt cho rất là nhiều thứ. Ngũ hợp là cái gì nó cũng suôn sẻ. Với cái tháng 12 như vậy đó, thì hy vọng là nó sẽ cứu vãn được cái tháng 11 với nhiều hao tốn cho các anh ha. À, rồi địa chi Sửu Tuất, à, là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, và bên mạnh quấy loại trừ bên yếu. Như vậy là địa chi thuộc nhóm tự hình thì gia đạo rất dễ có chuyện buồn phiền, không có tốt đẹp. Nhưng mà với cái Ất hợp canh của thiên can, hy vọng rằng nó sẽ chế hóa bớt cái sự tự hình của cái Tuất với Sửu. À, người ta gọi là thìn Tuất Sửu Mùi, Tuất Sửu tự hình. Nhưng thật sự ra mà nói đúng ra là nó phải là lục xung, thìn Tuất lục xung, Tuất Sửu thì không phải là tự lục xung chứ không phải là tự hình không đâu. Nó gần nhau trong tứ hành xung thì nó sẽ đem đến nhiều điều rất là khó khăn. À, mà khi mà nó đem đến nhiều điều khó khăn đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến mấy cái việc khác. À, cho cả công việc luôn chứ không tốt đẹp gì. Như vậy với tháng 12 thì cần đề phòng cái chuyện buồn phiền cho gia đạo và những cái mối quan hệ ở bên ngoài đem lại cho mình. Còn lại thì mệnh thì không vấn đề nha. À, thiên can thì cho công việc thì mọi thứ quá tốt đẹp, có thể nói như vậy. Hy vọng rằng là tháng này là tháng Tết, mọi điều rồi cũng sẽ qua, và giúp các anh các chị có một cái Tết của năm mới coi như là vui vẻ hạnh phúc. À, như vậy là em đã trình bày xong cái thông tin về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với người canh Tuất sinh năm 1970. À, hy vọng rằng với những cái thông tin mà em tìm hiểu được sẽ giúp ích cho các anh các chị có được những cái có những cái quyết định cương nhu trong làm ăn một cách gọi là tự tin nhất, đặc biệt là với các anh với sao Thái Bạch không có hao tốn mà còn có tiền tài. Hy vọng rằng là nó thật sự là một cái gì đó để các anh các chị có thể ứng dụng vào cuộc sống. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người cùng tuổi canh Tuất được biết và ứng dụng vào cuộc sống cho một cách tốt đẹp hơn. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi, phong thủy, có thể là vận hạn tuổi của mình hoặc của người thân của mình mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem video.
hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.